Hi, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Hunter Channel. Và hôm nay chúng ta đang đến với một cái sự kiện vẫn còn đang rất là hấp dẫn luôn. Mới vào cái tựa game thôi là nó đã phát cho mình một cái món quà khá là ấn tượng luôn đây. Một ngày đăng nhập các bạn à. Và sau đây thì chúng ta sẽ vào xem thử coi mình đã đạt được bao nhiêu điểm nha. Đây, hôm nay quảng cáo hơi bị nhiều luôn kìa. Ba cái giá 120k, mình còn có 33 ha. Ở đây thì anh em chúng ta còn phải kiếm thêm 15 cái này nữa thì chúng ta sẽ mở được một chiếc rương nha. Bây giờ thì mình sẽ đi cày cuốc đủ các kiểu luôn để kiếm ra được cái chiếc rương đó mới được. Nói sơ thì hiện tại mình đang có được 939 điểm và đây là cái chiếc rương heroic đầu tiên. Đầu tiên của ngày hôm nay thôi nha, chứ cái rương này là mình mở bấy nhạy luôn rồi. Rồi, để xem cái độ may mắn của chúng ta. 1 triệu thức ăn. Cái này là nhắm mắt ra mình cũng biết được đó là sẽ được 1 triệu thức ăn luôn á. Wow. Còn 1, 2, 3, cái bước thứ 3 thì chúng ta sẽ sở hữu được 20 điểm bằng đồng nghĩa với một cái chiếc rương luôn. Anh em mình tranh thủ nào, sự kiện này hiện tại chỉ còn có 1 ngày và 5 tiếng nữa là sẽ hết rồi. Đây. Còn ở cái chỗ này thì anh em mình cái nào mà xài thì chúng ta để, còn cái nào không thì chúng ta sẽ phải bán bớt đi nha. Chứ hiện tại là cái chỗ ấp trứng mình thì có 5 cái thôi. Ok. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ thả ra nè. Toàn là mấy cái con bình thường không. Wow, 17 tiếng chắc là cái con này ra chứng binh rồi đấy. Ở đây thì mình vẫn tiếp tục like, hiện tại mình đang cần 8 con Ratun nữa thì mình sẽ đạt được một cái thành viên gọi là 5 ngôi sao vàng, cũng là đỉnh cao nhất của cái dòng Ratun. Ồ, 16 tiếng cái này không ra rồi. Rồi, anh em mình lót dép ngồi chờ thôi hen. Tiếp theo thì sẽ đến với cái sự kiện gọi là Black Magic Runs. Chạy, ok, đây là chạy để đạt được điểm luôn. Ở đây thì chúng ta còn phải thu hoạch thức ăn và tầm khoảng 18 ha. Rồi, ra đây lượm đại đi nè. Ok, sau khi mà thu hoạch xong thì phải mua lại 10 triệu vàng. Nói chung thì thu hoạch phát một thôi. Đây, chúng ta sẽ phải ra ngoài. Và ở đây thì cái sự kiện này cố gắng mà chơi nha. Chứ thiệt tình đó là ca này nó cũng hơi khó. Kỷ lục của mình thì 32.962 và vẫn chưa phá được. Có anh em nào phá được cái kỷ lục mà mình đã tạo ra chưa, có thể comment chia sẻ với mình cho vui nha. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ thử ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày cuối tuần mà mình sẽ cố gắng đạt được một cái kỷ lục mới nha. Ok. Rồi, đã bắt đầu nắng lên rồi. Trong sự kiện thì nó vẫn chia ra gọi là sáng trưa chiều tối. Gọi là ban đêm là một cái khung cảnh khá là lạnh và dễ chịu hơn. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa có đăng ký kênh thì nhớ để lại cho mình một subscribe nha. Gọi là đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để khi mà mình ra video hay là livestream thì anh em sẽ nhận được thông báo vào chơi với mình cho vui. Rồi, còn bạn nào mà chưa có like thì đập đại vô nó ăn cái cho vui nha. Con số của mình đạt được hiện tại là 14.000 rồi. Đó, lạng lách đủ các kiểu luôn. Đây, gọi là càng ngày thì tốc độ nó sẽ càng nhanh dần. Wow. Mình di chuyển bằng chuột cho nên nó sẽ hơi khó khăn hơn một chút xíu so với những bạn mà chơi trên điện thoại nha. Chơi trên điện thoại thì chắc là nó sẽ dễ hơn một chút rồi. Wow. Rồi xem nào. Tốc độ tăng ghê vậy. Hơi căng các bạn ơi. Nhìn muốn không kịp với nó luôn vậy. Ây cha, 38.000 gọi là cái con số kỷ lục mới của HNT Channel.
dường như là mình đã phá vỡ được cái kỷ lục cũ đó là 32.000, và bây giờ chúng ta đã lên tới cái mức gọi là 38 luôn. Khi mình đang tập trung thì thiệt tình là mình không bình luận nổi luôn. Và chúng ta đã nhận được một thành viên mới về team. Anh bạn này đó là cái con thuộc dòng R. Rồi, bây giờ thì lụm tiền nào, nhận phần thưởng của mình thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có được 500 điểm coi. Ở đây mình cần khoảng 78 điểm nữa ha. Tầm khoảng một lần di chuyển nữa. Và để kiếm thêm điểm chơi sự kiện này thì chúng ta lại tiếp tục win trong khu vực list 4 trận. Rồi để mình vào khu vực list xem hiện tại là mình có thể đánh được bao nhiêu đây. Wow, khu vực này thì 4 trận, ok các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mang một cái thành viên. Đâu rồi? Một anh bạn mà mình rất là khoái luôn, gọi là vua tốc độ. À, mình hay kêu chú ấy là vua tốc độ hơn là ma tốc độ ấy. Di chuyển rất là nhanh. Ây cha cha, ngó sơ đội hình tem bạn nào. Một cái bé gọi là Heroic thuộc dòng màu tím. Ok, cái màu cũng khá là đẹp. Mình thì mình cũng yêu màu tím luôn. Giờ mới để ý luôn, cái bé trâu mũ khoan của mình vẫn có một cái màu tím kết hợp với một cái màu vàng. Sự kết hợp giữa hai màu đó là hoàn hảo, là hòa quyện vào nhau. Rồi, lượm được một em ha, thuộc dòng pháp sư, và con này cũng thuộc Heroic luôn. Mấy cái bé này là chúng ta cần phải giảm cái lượng máu của nó trước, vì thiệt tình mấy bé này hơi bị mạnh đấy. 40k. À, lượng sức này được đam đến từ vua tốc độ nè. Bạn ấy cũng đạt lên được tới cái chữ gọi là A trừ rồi, thì cũng thu dòng khác khá rồi đấy. Hai ngôi sao mà lượng máu được tầm khoảng 55k. Wow, chào hỏi bạn Hiền cái nào. Bạn này mà đam với mình là mình nhăn dách chắc luôn. Ôi hên vậy. 47, còn một chút xíu nữa thôi là mình nhăn dách rồi. Ok, lập tiên. Một trận ha, chúng ta còn phải win được 4 trận để hoàn thành cái nhiệm vụ. Mình thêm được 6 viên game, lúc nãy đó là mình mất hết 5 viên game để mình trở lại, mình di chuyển rồi lại chạy đua đấy. Còn bây giờ thì chúng ta được 6 viên, coi như là lời được 1 viên. Rồi, tiếp tục nào. Hai thành... Wow! Hai ngôi sao vàng lấp lánh và thuộc dòng Heroic luôn. Con này thuộc hàng VIP đây. Ransbow 16k. Nó vẫn còn 2.000. Thiệt tình. Dấu ấn rồng xanh rồi hốt nó không phát nữa. Lên dĩa liền. 16. Ây cha cha, con này nó chưa có ngôi sao nào hết, nhưng mà lượng sát thương của nó đến từ khá là cao luôn. Cass, tiếng Anh nhớ như Cass là con mèo thì phải. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau ngước nhìn anh bạn Heroic nào. Trời ơi, con này chắc nó gõ mình chết quá. Còn có miếng máu à, trận này không biết ăn nổi hay không luôn á. Anh em chúng ta còn gọi là rung đùi chờ đợi. Một cảm giác hồi hộp không hề nhẹ. Hồi đó mình được quýnh hai cái luôn. 55. Ớn chưa? Cái này gọi là ớn chưa? Vẫn win được. Anh em chúng ta còn phải hai ván nữa. Và chắc chắn là phải win nha, chứ mà thua và là gọi là bánh xác luôn á. What the... 10 sao các bạn ơi. 13 ngôi sao vàng lấp lánh luôn. Thiệt tình. 100.000 máu rồi nè. 5 ngôi sao đó các bạn thấy. Các bạn thấy được sức mạnh đến từ Bratun mà 5 sao nè. Khá là kinh luôn. 52, và ở đây thì chắc có lẽ là mình sẽ nhờ anh bạn này đi. Vậy là trải đường cho mình đi mới được. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ nhờ đến bé trâu. Chứ nếu không cẩn thận trận này mình rất dễ bị thua luôn. Hai con 5 sao nha mọi người. Trong khi anh bạn trâu mũ khoan của mình thì chỉ mới có 3 ngôi sao vàng hả. Ok.
dấu ấn rồng xanh. Để mình xem cái chiêu dấu ấn rồng xanh là cái chiêu đam to nhất luôn các bạn, giờ này mới để ý á. What the, 15. Vậy mấy cái chiêu kia thì nó đam tầm khoảng bao nhiêu nhỉ? 15 luôn. Sao quầy vốn vậy man? Proti 3 ngôi sao. Mình đang được tăng gấp đôi lượng sát thương luôn nè. Tính ra con này nó quýnh, nó không có đường nào nó chạy nổi với mình á. What the, 60.000. 60.000 máu nha các bạn, trong khi lượng máu mình chỉ có 161 thôi. Hôm nay gặp toàn là mấy hàng gọi là VIP không à. Rồi, anh em mình sẽ đến chào hỏi với thành viên Fernando của tên bạn có 2 ngôi sao nè. Thiệt tình là sao hôm nay gặp toàn mấy ca khó không vậy ta? Đúng rồi, ca này hơi khó thiệt nè. 62. Rồi, 55. Dân đi 35. Cố lên một chút xíu nào. Wow, 3 ngôi sao vàng lấp lánh. Thể hiện một chút coi. Các bạn còn khoảng 24. Với tình huống này đó thì mình sẽ cho anh bạn Henrik mới của mình lao ra để giải quyết cái vấn đề. Ngon lành. Victory. Ok, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta sẽ đạt được cái gì đây? 7 điểm các bạn. Ok, 7 điểm nha. À, cái đó là cho rồng ăn lộn rồi, mình ra mình đi thu hoạch. Lỗi kỹ thuật. Kỹ thuật lâu lâu nó dần bị lỗi mà. Để mình đi kiếm mình cho rồng ăn coi. Đây. À, cho ăn để kiếm điểm chơi sự kiện nha mọi người. Đó, các bạn thấy những cái con giống như là hình con rồng mà nó có cái mũi tên bay lên ấy. Chúng ta đang cần tới 18 cái đó luôn. Mình cho con này lên tầm khoảng level 25-26 là chúng ta chắc là sẽ được á. Đủ điểm là ok. Và khi mà lên tầm level 26 thì mình nhớ là sẽ tách ra được tầm khoảng 90 mấy orbit. Cần 800 orbit để nâng cái con này lên được max 5 ngôi sao. Đây rồi, 800 mà hiện tại là mình đang có được 270. Thành viên này thì chắc sẽ tách ra tầm khoảng 90 đi ha. Rồi, thêm một cái nữa là tầm khoảng 300 mấy. Rồi, cố lên thôi. Rồi, tạm thời mình sẽ cho cái em này lên một sao nha. Con này cũng thuộc dòng khá là ngon nhưng mà sao của nó là mới được một cái thôi. Wow, xong nhiệm vụ rồi nè. Lâm chiên. 5 tiếng nữa thì chúng ta mới làm tiếp tục nhiệm vụ này được. Và các bạn ơi, video cũng khá là dài rồi. Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người nha. Các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.